Cuối cùng thì ở Gò Vấp cũng có quán nướng sân vườn rồi nè mọi người Mà quan trọng là nó chiêu với lại thoáng lắm Thôi xin chào mọi người, mình là Vĩnh thích ăn ngon Nói là quán nướng sân vườn vậy thôi, chứ Vĩnh thấy đồ ăn cũng đa dạng lắm Chứ không phải chỉ riêng đồ nướng đâu Từ răng mực, sườn cay, gỏi ốc, rồi có cả xôi thịt nướng nữa Mà gu đồ ăn ở đây làm hơi cay nha, nên bạn nào mà ăn cay là đúng bài luôn Gỏi ốc này có giá là 99 ngàn, ăn rất là đậm đà Chỉ tiếc là phần cơm dừa hơi bự một xíu Ba chỉ bò cuộn nấm kim châm, sốt trứng muối Trời ơi, cái sốt trứng muối nó đỉnh lắm mọi người Nó thơm, đậm vị mà còn mịn nữa Mà đừng để lâu trên lửa nha, nó sẽ hơi khô đó Cái xôi thịt nướng này ăn cũng ok nè Điểm cộng là phần xôi sẽ có dừa bào, ăn vào cảm giác là hơi thịt nướng đã ướp cà ri nghe khá là rõ điểm trừ là thịt hơi nguội một xíu phần sườn này thì vẫn khen không chê được cái gì luôn thịt hầm siêu mềm luôn phần nước thì đậm đà dễ ăn phải khen thêm một điểm là những cái nước sốt ở trong quán nêm nếm rất là có gu ừ, món này thì hơi khó ăn mực nhảy mắm cay cay lắm mọi người bạn nào mà ăn được đồ sống thì có thể thử đi ăn ở đây thì nên đặt bàn trước nha mọi người cho đông lắm tiệm nướng nọ trong vườn xin mời